xin chào tất cả mọi người. Lực Tàng tiếp tục cập nhật thông tin VR để gửi tới cô dì chú bác ạ. Thì ngày hôm nay còn một ngày cuối cùng. Một ngày cuối cùng là sẽ xảy ra một cái ngày cực kỳ trọng đại, nơi chảo lửa và gia đình và người chưa thành niên ở số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, quận 1 nha mọi người. Cô dì chú bác nhớ tranh thủ thời gian để đến dự phiên tòa xét xử cặp đôi cầm thú Trang và Thái về tội giết người nha cô dì chú bác. Lực Tàng ngày hôm nay sẽ cung cấp thông tin cho mọi người những cái thông tin mới và liên quan đến những vị luật sư của chúng ta. Thì luật sư Nguyễn Anh Thơm đã bị vậy như là hack cái trang Facebook, bị hacker tấn công đó mọi người. Nhưng mà không sao, mọi người cũng có thể thấy là mấy ngày hôm nay là chỉ có luật sư Nguyễn Thường là cộng sự của luật sư Anh Thơm đang thôi. Còn luật sư Anh Thơm là bây giờ là chơi với truyền hình luôn thôi. Toàn bộ là chơi với truyền hình luôn nha cô dì chú bác, không cần chơi Facebook nữa. Tức là ngày hôm qua là đài truyền hình VTC14 đã phỏng vấn luật sư để phát sóng vào tối nay nè. Thì là cái quan điểm của luật sư như thế nào, rồi vậy như là chuyển đổi tội danh của Thái Dúi, rồi thay đổi phiên tòa, rồi vậy như là trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của bé BA trước ngày 22. Thì là đài truyền hình VTC14 hôm qua đã phỏng vấn. Thì ngày hôm nay tiếp tục lại một đài truyền hình nữa, mà đài truyền hình nói ra cái là chúng ta phải giật gân nha mọi người, nói ra một cái là bên phía nhà Trang và Thái là té tái cả quần nha cô dì chú bác. Đây là đài truyền hình quốc hội nha cô dì chú bác, tức là đài truyền hình quốc hội của trung ương đó. Cô dì chú bác thấy không ạ? Bây giờ mất trang Facebook rồi á, luật sư chơi tới nơi luôn, chơi lên đến truyền hình quốc hội luôn. Ngày hôm nay tiếp tục được bên phía đài truyền hình quốc hội mời luật sư lên để phỏng vấn tiếp nha cô dì chú bác. Và chương trình này cũng sẽ được phát sóng vào tối nay. Thì chắc hẳn rằng là sau khi mà đài truyền hình quốc hội phỏng vấn luật sư thì luật sư sẽ tức tốc lên chuyến bay của hãng bay Bamboo để đáp vào thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị đến cái phiên xét xử 8 giờ vào ngày mai ở tại thành phố Hồ Chí Minh nha cô dì chú bác. Đây là cái thông tin mà chúng ta cảm thấy rất là vui. Đây là những cái hình ảnh mới nhất từ luật sư Anh Thơm khi được đài truyền hình quốc hội người ta mời để phỏng vấn này cô dì chú bác. Đây, một cái dáng đứng cực kỳ vậy như là phong độ nha. Không, mọi người thấy không ạ? Đây là luật sư Anh Thơm ha. Đây, đang bắt tay với lại không biết là ông tướng ông ta gì đây. Đó, mọi người thấy không ạ? Một cái máy quay rất là khủng bố. Đó. Đây là đài truyền hình quốc hội nha cô dì chú bác, chứ không phải là đài VTC14 nha. Đó, thì bây giờ là bị tụi nó tấn công trang Facebook. Nó chơi mưu hèn kế bẩn để nó không cho luật sư nói, nhưng mà luật sư chơi thẳng lên truyền hình luôn. Thì thông tin như thế nào là đọc cho cô dì chú bác để cô dì chú bác cũng nắm bắt nhá. Truyền hình quốc hội phỏng vấn nóng luật sư trước phiên xét xử vụ bé Văn An bị bạo hành. Phỏng vấn nóng luôn nha cô dì chú bác, nóng cực nóng, nóng rang, nóng chảy mỡ luôn nha cô dì chú bác. Sáng nay ngày 20 tháng 7 năm 2022, truyền hình quốc hội đã mời luật sư Thơm về trụ sở cơ quan để phỏng vấn các nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi cho bị hại tại phiên tòa xét xử hồi 8 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2022 tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Về cơ bản, quan điểm của luật sư bảo vệ bị hại nói chung đều không khoan nhượng trước tội ác với trẻ em, là người yếu thế, đối tượng đặc biệt cần được pháp luật bảo vệ nên cần thiết phải xử nghiêm minh nhất với tương xứng với tính chất mức độ hậu quả gây ra và mới có tác dụng đấu tranh phòng chống tội phạm bạo lực trẻ em đang diễn ra phẫn nộ trong xã hội. Bị cáo Quỳnh Trang phạm hai tội giết người và hành hạ người khác, trong đó tội giết người với nhiều tình tiết định khung tăng nặng nên cần có mức hình phạt cao nhất, loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội cũng như là chưa hết được cái tội ác của chúng. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái cần xem xét thay đổi tội danh giết người đúng với bản chất hành vi gây ra. Hành vi của Thái còn tàn ác bởi sự lạnh lùng vô cảm để cho Trang đánh tử vong con mình. Nếu không có sự đồng ý của Thái thì Trang không dám thực hiện hành vi phạm tội. Để đảm bảo công lý, luật sư Thơm đã đề nghị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét trả hồ sơ để điều tra bổ sung thay đổi tội danh giết người đối với bị cáo Thái. Lịch phát sóng sẽ được thực hiện vào buổi tối ngày 20 tháng 7 năm 2022 trên kênh truyền hình quốc hội. Mọi người thấy không? Đọc đến cái chữ quốc hội cái là Lực Tàng cảm thấy là nóng hết người, ông sướng, đúng không mọi người? Tức là có cái sự quan tâm
ở bên quốc hội là đó, hội gì bác, hội đồng bên quốc hội là rất là lớn đúng không ạ? Quốc hội là phải nói đến là trung ương này còn gì, đúng không mọi người? Ai nấy cũng đều quan tâm đến cái sự việc này chứ không phải riêng gì bên trung ương bên quốc hội như hội gì các bác. Toàn bộ người dân trong và ngoài nước đều là hướng tới cái ngày ngày mai, tức là cái ngày mai giống như là một cái ngày trọng đại, cái ngày lịch sử luôn đó, cái ngày vậy như là để cho chúng ta phải ghi nhớ mãi và chờ đợi mãi, chưa có cái vụ án nào mà chờ đợi mà chúng ta háo hức và rạo rực trong người, hồi hộp lo âu này chứ rất nhiều cái tình tiết, không biết là cô gì chú bác có hồi hộp không, chứ riêng là đặc tàng rất là hồi hộp rồi, rạo rực lắm rồi, gọi như là nôn nóng lắm rồi, mong làm sao cho thời gian trôi đi thật nhanh để gọi như là tập trung vào chuyên môn là sáng mai lên để cập nhật thông tin và xem cái phiên xét xử nó diễn ra như thế nào. Lực tàng sắm đủ đồ nghề hết rồi nha cô dì chú bác. Quan trọng nhất đó là bên phía tòa án người ta có cho quay phim hay không. Đấy, phải thực hiện theo cái quy định của người ta nha mọi người. Nếu người ta không cho mà mình cứ cảm thấy quay là quay chừng chết luôn. Thế nên là lực tàng này, cục sạc đa năng này, cục sạc dự phòng này, rồi mic micro không dây này, máy điện thoại quay phim này, máy quay phim GoPro này, cái loại phóng đến 100x. Xa cách hàng mấy km là tàng tập trung được, nhưng mà không biết là họ có cho quay hay không. Sợ nhất là không cho quay như vậy bác. Nếu mà cho quay được thì cô dì chú bác sẽ chiêm ngưỡng được những cái thước phim, có thể là trực tiếp cho mọi người luôn nha, trực tiếp luôn để cho cô dì chú bác nắm bắt. Thì mọi người yên tâm nha, bây giờ là luật sư Thơm đó, là chắc có khả năng là lực tàng làm clip này thì luật sư Thơm đang phỏng vấn ở đại trình quốc hội, thì sau đó thì luật sư sẽ đáp chuyến bay trực tiếp vào thành phố Hồ Chí Minh. Và lực tàng đảm bảo với cô dì chú bác là cái sự an toàn của luật sư Thơm là đặt lên hàng đầu như cô dì chú bác. Tại vì chỉ có luật sư Thơm là ở ngoài Hà Nội, nó hơi xa xôi một chút xíu, và cô dì chú bác đang rất là lo lắng rằng là liệu luật sư Thơm ở đây có lạ nước lạ cái, có chỗ ăn chỗ ở hay này nọ chưa. Cô dì chú bác cứ yên tâm đi, luật sư đi đến đâu thì vậy như là người tốt thì bao giờ cũng được sự hỗ trợ. Ông mới có vậy như là đặt vé máy bay thôi mà hãng máy bay người ta đã hỗ trợ rồi, chứ huống hồ gì vô trong đất thành phố Hồ Chí Minh, vô đất thành phố Hồ Chí Minh khách sạn thì resort 5 sao là gọi như là luật sư Thơm xuất hiện là cho gọi như là miễn phí hết. Cô dì chú bác cứ yên tâm, thấy chưa, dàn vệ sĩ bảo vệ lùng quanh luật sư Thơm gọi như là 24/24, chỉ cần là nhất cử nhất động là gọi như là tống cổ hết nha mọi người, tức là không được đụng đến sợi lông chân lên tay của luật sư Thơm. Cô dì chú bác cứ yên tâm, được chưa. Đó là cái thông tin mà lực tàng cung cấp cho mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay. Và lực tàng cũng muốn cung cấp cho mọi người một cái thông tin nữa, thì ngày mai sẽ rất là đông nha, đảm bảo được cô dì chú bác là sẽ rất là đông. Và cô dì chú bác những ai mà không đi được thì cố gắng ngày mai nghỉ làm một ngày đi, nghỉ làm một ngày để cập nhật thông tin, để xem tin tức, đúng không ạ? Chứ cô dì chú bác mà đi cấy lúa với đi gặt lúa với lại đi làm thì không ai coi thì lại nguy hiểm, nó đến khi lại không cập nhật được tin tức thì vậy để cho lực tàng nữa, thì không biết lực tàng trả lời như thế nào. Còn ai hỏi lực tàng có lên đó hay không, mấy tháng trời rồi mà bây giờ không lên thì làm sao, phải đi chứ, cái công lý chưa được thực thi mà đến ngày công lý thực thi cái ngày quan trọng nhất mà nói rằng là lực tàng không đi, không có đi, có khi là chiều nay đi luôn, lên túc trực bò trường lăn lóc ở trên đó, không núp chỗ này chỗ nọ để kiếm được cái vị trí tốt nhất để cập nhật thông tin cho mọi người, chứ sao lại không đi. Nó không đi là những người đó là nói như vậy để không ai vô kênh lực tàng khôi biết lắm. Nhưng mà cô gì cho bác yên tâm đi, không, thôi nhiều kênh lắm, không, thôi gì cho bác cứ chọn lựa kênh mà coi. Còn lực tàng thì mong cô gì cho bác là vẫn ủng hộ lực tàng, cứ vào coi xong rồi chia sẻ và nhấn like. Nếu rồi gọi như là ai mà cái nút đăng ký đang màu đỏ thì nhấn cho nó thành màu xám đi, mà màu xám rồi thì đừng có nhấn. Thấy ngoài mọi người có màu xám rồi nhấn cái mấy ngày nay toàn tụt người đăng ký không, tin tức thì toàn tin tức tốt, tin tức hấp dẫn. Cô gì cho bác cứ chơi kiểu đó là tụt người đăng ký, nguy quá, được chưa? Rồi. Và lực tàng khuyên những cô dì chú bác nào mà đi trực tiếp đến phiên tòa này thì không phải cơm đùm cơm nắm gì đâu, cứ đi bình thường xuống đó thôi. Còn cơm ở quán thành phố Hồ Chí Minh bán đầy đấy, không phải lo, được chưa? Cần thiết là chúng ta uống nước ăn mì tôm sống, không cần phải gọi như là ăn cơm nữa, để gọi như cập nhật thông tin 24/24. Rồi những ai mà cô dì chú bác nào mà lớn tuổi á, nói chung là mà lớn tuổi một chút xíu rồi á, thì nhớ là ghé vào cái tiệm thuốc tây mà gọi như là thuốc gọi đạt tiêu chuẩn nhất đấy, mua lấy vài liều thuốc trợ tim nha cô dì bác. Mọi người biết mua thuốc trợ tim để làm gì không? Không phải là quân địch nó hù mình đâu, không phải, không ai dám hù đâu, bởi nó đảm bảo cô dì bác không ai dám hù, không ai dám manh động, không ai dám làm gì đâu, được chưa? Nhưng mà là tàng muốn cô dì chú bác mua thuốc trợ tim, mua thuốc gọi như là này nọ để làm cái gì? Thứ nhất là gọi như là sức khỏe của cô dì chú bác có thể là theo dõi lâu quá là nó sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, đúng không ạ?
rồi có thể là nằm bờ nằm bụi ngồi lê ngồi lết ở ngoài gọi như là hội đồng xét xử thì sẽ rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của cô dì chú bác. Để mua thêm vài liều thuốc bổ nữa để uống trước, đúng không ạ? Rồi khi mà dùng sử dụng đến thuốc trợ tim á, là mọi người biết như thế nào không? Khi đó là chúng ta theo dõi mà bên phía tòa án nhân dân công bố cái bản cáo trạng, thứ nhất là những cái tình tiết man rợ dã man như con ngan của con Trang với bà với lại thằng Thái. Và ví dụ như chúng ta lỡ không ai xem được những cái thước phim mà nó tấn công bé VA trong 283 tập tin video gọi như là trích xuất từ camera của nhà Trang và Thái trong cái căn phòng tội ác, trong cái địa ngục trần gian đó, thì liệu chừng cô dì chú bác cũng phải ngất xỉu hay không? Đúng không ạ? Tim sẽ đập loạn xạ hết và có khả năng là sẽ bị gọi như là rất là cao, đến ảnh hưởng đến tính mạng. Cho nên là cô dì chú bác phải trước khi mà hội đồng xét xử nói là sẽ chiếu cái đoạn video này lên này, nếu như mà chúng ta coi được thì phải uống thuốc trợ tim ngay lập tức, tại vì cái hành động quá kinh khủng, quá man rợ, không thể nào mà chúng ta có thể tưởng tượng được đâu nha cô dì chú bác. Đấy, chúng ta chỉ nói vậy thôi là chưa đến cái mức độ tàn ác đó, mà chúng ta xem trực tiếp được thì không còn cái gì để nói nữa. Đến điều tra viên, những người mà người ta gọi như là tiếp xúc với lại tội phạm tội ác, tiếp xúc với lại những cái trường hợp gọi như là cũng ghê rợn mà người ta còn phải bật khóc, thì đúng là người bình thường như chúng ta lâu lâu nhìn thấy chắc có khả năng là hồi hộp ép tim và có khả năng là tim ngưng đập luôn chứ không phải là đơn giản. Cho nên là coi gì các bác hết sức là phải chuẩn bị những cái vấn đề đó, còn cơm nước không lo, cơm nước đến đó cứ gặp được tàu là được. Đúng coi gì các bác, nước nồi chúng ta uống nước ăn thì thôi, đúng không? Những người như được tàu này, thanh niên đai trắng này, mà rất có khả năng cao là xem đến những tình tiết đó là càng phải xúc động nghẹn ngào, rồi có thể rằng là đau nhói con tim chứ không phải là bình thường. Cho nên là coi gì các bác, những người ai mà già cố gắng chuẩn bị những cái phương án đó giúp cho lực thẳng nha, mua thuốc trợ tim khi mà nghe những thông tin đó. Đó là được tạm muốn nhấn mạnh để cho cô dì chú bác là cái tội ác của cặp đôi này là nó không bình thường, nó không đơn giản như chúng ta nghĩ, mà cái tội ác còn hơn cả thời Trung Cổ. Tức là mọi người thấy là nó ghê rợn như thế nào. Cho nên cô dì chú bác lên cái phương án tối ưu nhất, được chưa? Còn băng rôn khẩu hiệu rồi hình ảnh của bé VA thì chắc có lẽ là đã có một nhóm họ cũng đã làm rồi, thì đến ngày hôm đó chúng ta xem coi là những cái băng rôn đó nó có hình thức như thế này như thế kia, và cái sự phản ứng của cộng đồng chúng ta đứng trước tòa án nó như thế nào khi mà ví dụ như bên tòa án người ta xét xử mà không theo như những cái kiến nghị của bên phía luật sư Thơm và luật sư Ngọc Nữ thì sẽ xảy ra cái chuyện như thế nào, và cái sự phản đối của cộng đồng chúng ta ra sao. Thì chúng ta đó là chỉ là đề phòng thôi, những cái gì các bác. Nhưng lực tàng nghĩ thì chắc có lẽ rằng là với những tình tiết mà theo đúng quy định của pháp luật như luật sư Thơm, luật sư Ngọc Nữ đưa ra thì rõ ràng rằng là bên phía tòa án họ sẽ xem xét thôi, đúng không ạ? Họ sẽ xem xét và họ sẽ xử lý cái vấn đề này cho nó đúng theo cái quy định đó, và hợp với cái lòng mong mỏi của tất cả chúng ta, đó là xử lý cặp đôi kia nha mọi người. Còn bên xấu bên ác kia nghe đâu là anh em là cứ sợ này nọ rồi tùm lum tà la, việc gì cũng phải sợ mọi người. Bây giờ chúng ta lao vào chảo lửa để chúng ta chiến đấu, leo lên núi cao, lao xuống chảo dầu vẫn chơi nha quý vị các bác, đâm thẳng vào tâm địch, được chưa? Nếu như bên nó làm gì mà có xuất hiện được, căng lắm thì nó lưỡi cho mọi người mỗi lưỡi ra chứ, và người ta cũng sợ, sống chết có số. Ở đây là tàng nó thẳng luôn, chơi với bạn xấu bạn ác là phải mạnh lên, kiên cường lên, không phải sợ. Còn an toàn bên gia đình nhà ngoại của bé Banan, chị Hạnh đồ này nọ, hiện tại bây giờ ở dưới khu vực Vũng Tàu nha, không có vấn đề gì nha cô dì chú bác. Ngày hôm qua không biết cô dì chú bác lấy thông tin ở đâu mà nói rằng là đây phía chị Hạnh bị tấn công, bị này bị nọ, không có, tầm bậy tầm bạ không à, làm gì có cái chuyện đó. Đang sống rất bình thường và đang lên những cái phương án chuẩn bị những đồ đạc này nọ, những cái liên quan đến cái vụ án để ngày mai là có mặt trong phiên tòa xét xử, không có cái vấn đề vậy như là bị đe dọa hay là bị tấn công, bị này bị nọ, tầm bậy tầm bạ không à? Đúng không gì bác? Mọi người cứ theo dõi thông tin của lực tàng, có là lực tàng cung cấp cho mọi người ngay. Làm gì tụi nó bây giờ dám manh động, tụi nó có lắm tiền nhiều của hay là chức cao đến cái mức độ như thế nào cũng không thể nào mình dám làm gọi như là lệch với một tí sự vay vấp của quy định của pháp luật như cái gì các bác. Tụi nó càng như vậy tụi nó càng không dám nói cho mọi người biết như vậy, càng cứ lại lắm tiền nhiều của càng không dám manh động, manh động đi chết cả mày cả lũ luôn nhá. Ở gì mà dám, đó là cô gì các bác cứ yên tâm, đến chúng ta cứ thoải mái tinh thần, không trên tinh thần thượng tôn pháp luật, chúng ta tin tưởng pháp luật để chờ đợi xem pháp luật xử lý như thế nào, rồi hỗ trợ hết mình đắc lực cho bên phía gia đình nhà ngoại cũng như là bên phía luật sư của chúng ta, được chưa?
Đó là Lục Đàn dặn cho tất cả mọi người như vậy trong buổi trưa. Còn từ giờ đến chiều có tin tức gì Lục Đàn cập nhật, tối nay lên là ngủ luôn, thuê cái sàn ngủ trước ở trên tòa án, để gọi như là không phải trễ giờ mà tin tức cập nhật là phải liên tục, nó chính xác nhất cho cô dì chú bác. Cô dì chú bác theo dõi thương nhớ nhấn like ủng hộ Lục Đàn này. Ai mua mật ong thì gọi điện cái số trên màn hình, hoặc là bữa nay Lục Đàn không để số thì gọi điện số là 0325 765 761, 0325 765 761. Đó là cái số điện thoại có cả Zalo, Viber luôn. Đó, rồi mặt hàng mật ong của Lục Đàn đang bán là toàn mật ong nguyên chất loại 1, hảo hạng, tinh bột nghệ, rồi cục cacao. Đó những mặt hàng Lục Đàn đang bán, cô dì chú bác nhất ủng hộ Lục Đàn để Lục Đàn có kinh phí chiến đấu là số mật ong nha. Cảm ơn cô dì chú bác đã theo dõi clip ngày hôm nay. Có thông tin gì mới Lục Đàn sẽ tiếp tục cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.